nay là cháu đang ôn thi học đại học. Tổng phần quà của cháu là 450.000 đồng. Cháu thứ hai là cháu Phan Thị Minh Vân, con bố Bình Ngày Khánh, cũng là học sinh của lớp 12. Và năm nay cũng tham gia đang ôn thi đại học. Cho nên phần quà của cháu là, tổng phần quà của cháu là 350.000 đồng. Cháu tiếp theo là cháu Phạm Văn Khang, con bố Nam Mẹ Hường, là học sinh ở lớp 12 và cũng đang tham gia ôn thi đại học. Và tổng phần quà của cháu cũng là 350.000 đồng. Ba phong bì này của ba cháu và cứ để tạm vào đây để sau này gửi lại cho mẹ cháu. Hôm qua như thế để các gia đình chúng ta nắm được cái tình hình là ba cháu này đang tích cực ôn thi để chuẩn bị cho kỳ thi tới. Chúc cho ba cháu này cố gắng phấn đấu và đạt được thành tích tốt trong cái đợt thi sắp tới này.